rồi, có nghĩa là đã bị khóa trong xe của chú anh chị. Có anh xã cô Nhi á là ảnh định kêu cảnh sát tới rồi để mà họ xử lý giùm á. Cái này record chưa? Yeah. Chứ khi mà Nhi quay á là Nhi hỏi ảnh là mẹ quay phim con được không? Cái này bị chán hết à. Sao dạ? Dạ. Con. Con. Xin chào. Xin chào ông bà. Ông bà. Cô chú. Cô chú. Chịu nổi không? Nó không ngồi yên được. Cỡ này nó không có cho quay phim cô chú anh chị. Nó không cho quay phim, nó lớn rồi nó biết mắc cỡ. Chết mà. Hả? Cái này là ba tặng mẹ hồi sáng nè. This is the rose from daddy. This is a rose. Yeah. From the present. David. Sáng nay thì anh xã như anh đi bán huyết tương rồi. Cái này là anh in từ để mẹ mượn á. Can I have it like just a few seconds? Cái này là anh in từ cái máy in 3D nè. Tại vì bữa nay là lễ tình nhân rồi đó. No, please gentle. Con trả in nè. Cái bông hồng với chữ này là chữ I love you rồi đó. Gentle, gentle. This one. Say, mẹ ơi, cái này là cái gì? Mẹ ơi. Cái này. Là cái gì? Bữa nay thì Nhi sẽ kể cho cô chú anh chị nghe một cái câu chuyện hồi hôm Chủ nhật vừa rồi. Là sau khi mà đi nhà thờ về cô chú anh chị thì thường nhà Nhi sẽ đi siêu thị, đi vô trong cửa hàng mua đồ ăn cho một tuần mới á. Thì trong lúc mà ra đó thì là cái cửa ở phía sau á nó đã mở rồi. Có nghĩa là lúc mà đi vô là quên, hình như là anh xã gì em quên á. Thì nó không có mở gọng bự như gì, nhưng mà nó mở hé hé thôi. Thì thường á, sau khi mà anh xã Nhi ảnh, trước khi ảnh vô xe đó, thường ảnh sẽ thảy cái chìa khóa lên cái ghế của ảnh. Rồi ảnh bỏ David, lúc đó ảnh bỏ David vô cái ghế ngồi rồi. Rồi ảnh mới đóng cửa đàng hoàng lại. Thường là như vậy, thói quen của ảnh. Nhưng mà ngày hôm đó đó thì sau khi mà đi từ ở trong siêu thị ra đó, ảnh bỏ David vô ghế ngồi rồi, cái ảnh mới thảy cái chìa khóa vào trong cái ghế ngồi của ảnh á, ghế trước á, thì ảnh mới đóng cái cửa trước lại. Tại vì thường mà nếu như mà mình không đóng thì xe khác họ đi vô thì nó sẽ mắc kẹt á. Thường là ảnh rất là cẩn thận vụ đó. Cái xong cái ảnh bỏ David vô rồi, cửa sau thì cũng đóng rồi luôn. Thì ảnh bỏ David vô rồi thì ảnh mới đóng cái cửa chỗ David luôn. Thì là cái xe nó bị khóa. Vì lý do như thế này, đó là trước khi mà đi vô siêu thị đó thì là ảnh có khóa xe. Nhưng mà cái cửa sau á, cửa phía đằng sau đít xe là nó vẫn còn mở hở. Thì lúc mà Nhi đi ra Nhi mở để Nhi lấy đồ, thì lúc đó Nhi bỏ đồ vô thì lúc đó Nhi cứ tưởng đâu là cái xe nó đã mở khóa rồi. Nhưng mà thật sự là nó vẫn chưa mở khóa. Cho nên sau khi mà ảnh bỏ David vô rồi cái ảnh đóng cửa lại đó, thì cái xe nó tự động nó khóa lại hết. Là nó không có được mở, nó không mở được. Và cái chìa khóa nó nằm ở trong xe luôn. Và lúc đó David nằm, David đã ngồi trong xe rồi. Có nghĩa là David bị khóa trong xe của chú anh chị. Thì thật ra lúc đó thì kiểu như chắc cũng ảnh cũng quen với cảnh đó hay sao. Cho nên là ảnh cũng bình thường lắm. Nhi thì cũng hơi sợ sợ. Mình sợ kiểu kêu cảnh sát tới rồi đập kính xe này kia. Tại vì Nhi không biết. Thì hai vợ chồng Nhi á là mới kêu David là bây giờ mở cái gạt xe đó để mở cửa ra. Được, đối với David á, thì David biết ấn cái nút để mà kéo cái cửa kính xuống. David biết, nhưng mà lúc đó thì xe khóa hết trơn, khóa hết. Cho nên là kéo cửa kính xuống cũng không được. David biết đường ấn. Nhưng mà David ấn hoài ấn không được. Cô chú anh chị, thường thì nó sẽ ấn nha. Khi mà ai ba mẹ đồ gõ cửa đó thì nó sẽ ấn cái cửa kính xuống. Nhưng mà ấn không được tại vì do bị khóa. Thì sau đó đó thì hai vợ chồng đứng ở đó khoảng 15 phút. Thì cứ kêu David là bây giờ con mở cái gạt đó để mà kéo cửa xe ra. Thì lúc đó ảnh cũng chưa có biết dành nhiều. Đứng ở đó một hồi lâu hoài luôn, kêu ảnh mở thì ảnh không, ảnh chưa có biết đường mở. Mà cuối cùng thì ảnh ca cũng đụng tới nhưng mà ảnh cũng không có mở. Cái xong cái lúc, nhưng mà lúc đó thì anh không có sợ cái chú chị. Hai vợ chồng Nhi là nói chung bình tĩnh mà anh cũng bình tĩnh, ảnh không biết gì hết trơn.
xong cái kêu hoài không mở. Thì lúc đó anh xã của Nhi á là ảnh định kêu cảnh sát tới rồi để mà họ xử lý giùm á. Thì lúc mà ảnh đang, trước khi mà ảnh định kêu cảnh sát tới á, thì ảnh định mở cái điện thoại của ảnh để ảnh mở cái video mà để cho David nhìn thấy, để biết được cách mà kéo cái cần gạt ra để mở cửa đó. Thì chưa kịp gì á, lúc đó thì Nhi mới kêu David á, là con kéo cần gạt nó ra để mở cửa. Mà vui lắm, lúc đó nha, ảnh mở, ảnh lấy tay ảnh kéo cần gạt ra coi chú anh chị, là cửa mở được, cuối cùng là cửa mở được. Rất là vui luôn. Cảm ơn Chúa. Thì như không biết rồi cái tình trạng đó nó như thế nào, nhưng mà nếu như mà bị kẹt trong xe rồi cảnh sát tới như thế nào, thì Nhi có hỏi anh sơ qua một chút xíu. Thì anh nói rằng là nếu như mà tình trạng mà David mà không có mở được á, rồi mình không có xử lý được á, thì mình kêu cảnh sát tới thì họ chỉ dùng cái dụng cụ của họ, rồi họ mở giùm mình thôi, bình thường vậy thôi, chứ không có rắc rối gì hết. Nên kể sơ qua cô chú anh chị thấy rằng là nói chung là có những lúc mình cũng hay bất cẩn á. Con cũng lông đồ chơi của người ta đó, người ta kiểu như đắp mền rồi đó. Đó, chịu đời nói không. Rồi đem đi đâu vậy? Đem đi đâu vậy? Hả? Is that your baby? Em bé của con hả? Is that dinosaur? What is that? Baby dinosaur. Is that your baby? Hả? Is that your baby? Cái đó em bé của con hả? Chịu đời nói không? Hi. Keep going. Hi. Keep singing. Keep singing for sao? Yes? Pee or poop? Pee or poop? No, I don't need to pee or poop now. Will you pee or poop? I'm doing that. Continue picking up the branches and stuff out there and throwing them on the fire. Remember the place where you got bored yesterday? And you pour in the water puddle? Anh nói là ảnh té ở trong cái hố kìa bà. Okay. Hào bào chiều xuống đứng, chiều xuống. I don't remember that song. How about the other song? Another song? I raise a hallelujah. Okay, let me sing it.
Em khỏe không? Em ơi, em hỏi em khỏe không? Hôm nay là sáng tác bài hát mới đó. Chào mừng cô chú anh chị trở lại với ẩm thực của người Amis. Món ăn bữa nay mà Nhi muốn giới thiệu với cô chú anh chị đó là món thịt hầm của người Amis. Món thịt hầm này cũng có thể gọi là một món truyền thống thịnh soạn của người Amis. Đối với người Amis thì món ăn được chia ra rạch ròi đối với các bữa ăn. Món thịt hầm này của người Amis được phục vụ tại các buổi họp cộng đồng. Các buổi họp cộng đồng chẳng hạn như là các buổi lễ ở trong nhà thờ, hoặc là những lúc mà họ trồng rau hoặc là họ chăn nuôi đó, mà cộng đồng họ cần gom lại với nhau để giúp đỡ lẫn nhau, thì người phụ nữ Amis họ thường nấu cái món này. Món ăn này thường được nấu cho một cái số lượng đông người và nó cần rất là nhiều nguyên liệu, cho nên là họ gọi đó là bữa ăn sáng thịnh soạn. Và thỉnh thoảng họ cũng chuẩn bị bữa ăn này trong gia đình của mình, tại vì gia đình của người Amis rất là đông con, một gia đình có thể từ 10 đến 11, 12 thành viên. Đối với anh John là chồng Nhi, anh cũng rất là thích cái món này, cho nên thường để rút ngắn cũng như tiết kiệm thời gian, thì Nhi thường hay làm cái món thịt hầm này. Nhi thường hay nướng ở trong một cái khay lớn và chia ra cho nhiều bữa sáng. Cái khâu chuẩn bị nguyên liệu cũng mất thời gian, cho nên cái này là Nhi làm vào buổi tối và sẽ nướng vào sáng ngày mai. Lúc này thì Nhi cũng đã gần xong trộn các nguyên liệu lại với nhau. Nhi sẽ đậy nắp khay lại và để trong tủ lạnh. Để xem thử thành phẩm nướng ra như thế nào thì mời cô chú anh chị đón xem vào tập tiếp theo vào ngày mai nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Bye bye.